Tâm xin gửi lời chào đến toàn thể cô chú anh chị ha. Hôm nay bên Tâm sẽ tiếp tục review một sản phẩm mới nữa là con Xpander sản xuất năm 2020, cuối năm 2020 là con Xpander số tự động nha. Bởi vì sao mà Tâm nhấn mạnh là cuối 2020? Cuối 2020 là nó đổi một hai cái đặc điểm của xe Xpander. Thứ nhất là cái mâm nó xoắn. Đó, cái câm nó khác. Thứ hai nữa là đèn chiếu sáng là đèn LED chứ không phải là đèn halogen nữa. Mà đèn LED thì nó có nhiều cái tính năng đặc biệt hơn là đèn nó sáng hơn và nó không có bị cháy bóng. Ví dụ vậy, nó sẽ đỡ hơn đèn halogen. Còn cái đèn LED ban ngày á, cái kiểu dáng á, nó cũng tương tự với nhau chứ cũng không có gì thay đổi nhiều. Đây là đèn LED ban ngày nè. Và đây là đèn LED chiếu sáng ban đêm nè. Đó, mình nhìn đâu có thấy bóng đèn đâu phải không? Đó, nên nó được rất là nhiều cái lợi thế ở cái đặc điểm đó ha. Đây là một con xe cực kỳ là mới luôn nha cô chú anh chị. Xe sản xuất năm 2020. Một chủ mua mới từ đầu. Chạy được 35.000 km. Vỏ còn rin theo xe 5 cái. Bánh xe cua hình như là chưa chạm hay gì á. Còn mấy cái bánh xe chạy thì cũng còn khá khá là đẹp luôn ha. Đây tao ví dụ như bánh xe nè. Đó, bánh xe nó còn dày vậy luôn á ha. Rồi, xe chạy 35.000 km nha cô chú anh chị. Nước sơn rin bên ngoài thì còn rin rất là nhiều. Rin trên 90 ha. 9 mấy% là nước sơn rin. Sản xuất năm 2020, Xpander số tự động. Đó, đèn LED, mâm xoắn, form mới rồi ha. Đây là một con xe thật sự là rất là đẹp luôn á cô chú anh chị ạ. Đẹp miên man luôn. Xe này bên Tâm bán là 560 triệu nha. 560 triệu là có ngay con Xpander 2020, xe chạy mới có 35.000 km thôi. Đó, một chủ mua mới từ đầu. Xe này được sinh ra và sử dụng tại Bình Dương nên chất xe rất là đẹp luôn. Không có đồ chơi là full hết rồi ha, đồ chơi là full hết rồi. Tay nắm cửa, máng che mưa, màn hình Android, cam hành trình trước sau. Có đồ chơi nhiều lắm. SIM 4G đồ này kia kia nọ đồ hết luôn. Này màn hình Android xịn luôn. Cam lùi luôn. Cam lùi rất là rõ và cam 360 luôn nha cô chú anh chị. Đó, nói chung là đồ chơi quá trời luôn. Nè. Đúng không? Nội thất là len keng luôn. Và ghế là ghế bọc da. Khởi động là start top. Gương gập điện auto. Khởi động start top nha. Chìa khóa thông minh. Rin theo xe. Vô lăng của nó thì thôi rồi, mới tin luôn. Xe chạy 30.000, ba mấy ngàn. Xe này Tâm bao cho nhà mình, xe cực mới luôn nha. 100% là nguyên rin ha, nguyên hình nguyên hài nha. Nhạc SIM 4G, âm thanh thì cực hay luôn. Xe này bên Tâm bán 560 triệu. Cô chú anh chị mà thật sự có nhã ý thì gọi điện cho bên Tâm nha. Đồ đạc nó mới tinh nè. Mới cỡ này luôn nha. Và đây là cái tắp bi cửa. Cái đó là quẹt cái vết dày á, vết dày lên nó bị dơ tí xíu á. Chắc xe thì miễn bàn. Ốc tán là chưa có tháo con nào hết, keo chỉ là nguyên rin. Bản lời 7 màu luôn nha cô chú anh chị ơi. Ghế bọc da nè. Xăng cực kỳ là ít hao luôn nha. 5.9 lít nè. Đường trường. Động cơ là 1.5 số tự động. Xe này là một trong những con xe cực kỳ ít hao xăng cho dòng xe 7 chỗ ngồi nha. Động cơ 1.5 nhưng mà chạy mướt lắm. Động cơ 1.5 mà chạy rất là mướt luôn. Bởi vì cái cấu tạo cái xe này nó rất là hay. Nó sử dụng turbo nên nó chạy xe nhẹ lắm. Không hao xăng nè. Tốc độ nhiều nè. Cực kỳ là êm ái nè. Nguyên rin hết nha cô chú chị bà con. Bản lề nè.
Đây là mâm nè, mâm sắn rồi nè ha, rất là đẹp luôn, vỏ lớp còn dày cui luôn, chạy ba mươi mấy ngàn à cô chú chị ạ, ba mấy ngàn. Xpander 2020 nha, 20 và 19 nó có sự khác biệt rất là rõ rệt nha, khác mâm, khác đèn. Và xe này đồ chơi rất là nhiều, trần 5D, ốc tán là còn riêng hết, chưa tháo một con nào hết á, từ đầu chí đuôi chưa tháo một con ốc nào hết nha, bản lời bản đồ 7 màu luôn nha cô chú anh chị bà con. Mới cỡ này ha, cỡ này là đã đủ mới rồi nha. Góc là góc Bình Dương ha. Một chủ mua mới nha cô chú anh chị. Đây là bánh xe cua nha, bánh xe cua vẫn còn riêng, vỏ lớp còn dày cui luôn, gầm là xình lầy. Rửa ra ha, gầm này rửa ra mới lắm. Nội thất của nó nè, mới tinh nè. Xe này bên Tâm bán 560 nha cô chú chị bà con, 560 triệu, 2020, form mới rồi. Và được có cái đồ chơi ngập luôn, giờ mua xe mới về đâu có đồ chơi đâu, xe này đồ chơi hết luôn, dán phim cách nhiệt, máng che mưa, tay nắm cửa, màn hình Android, cam trước sau. Và xe này vẫn bảo hành hãng tới năm 2023 đúng theo tiến độ luôn nha. Bởi vì và xe này có bảo hiểm thân vỏ luôn nha cô chú anh chị. $560 triệu. Đây bệ bước inox luôn ha, túi khí an toàn, gương gập điện auto, một con xe bản full nha, full hết luôn và rất là đẹp, mới ken xà len luôn. Cam hành trình trước sau nè, có đầu ghi lại luôn, có con mắt luôn á. LED ban ngày luôn nha, xe rất chi là mới luôn, màu bạc. Máy lạnh buốt luôn. Đây là cân bằng điện tử luôn nha cô chú chị, cân bằng điện tử nè. Đèn LED ban ngày nè, mới, xe mới tinh. Ốc tán nè, chưa tháo con nào hết. Bình ắc quy vẫn là bình riêng theo xe nha, thắng ABS 4 bánh. Máy im ru luôn,
không nghe một tiếng gì luôn nha cô chú chị. Nhớt hơi vàng ha. Nhớt này thay mới là vừa. Nhớt này nên thay là vừa nha cô chú chị. Nếu mà bán cho cô chú chị thì bên Tâm sẽ hỗ trợ một bình nhớt mới. Chất xe khá là đẹp ha. Tươi đẹp như ý. 2020. Một chủ mua mới, gốc Bình Dương. 560 triệu. Mitsubishi Xpander 2020. Đèn LED mâm sắn, xe cực đẹp. 100% là nguyên rin, đồ chơi bích bùng. Không một lỗi nhỏ. Tâm bán cho cô chú chị mình là 560 triệu. Nếu thật sự mà cô chú chị có nhu cầu nhã ý thì gọi điện để Tâm phục vụ ạ. Con xe đẹp. Đẹp từ đầu tới đuôi, sơn rin còn cả xe, bắn tuốt một hai chỗ không đáng kể. Chất xe thì full hết từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi. Không có điểm yếu và chẳng có điểm khuyết nào hết. Nói cho cô chú anh chị mình để dễ thích nghi và dễ hiểu được ý của Tâm nha. Xe rin từ đầu tới đuôi, không một lỗi nhỏ, cam kết cho nhà mình luôn bằng văn bản rõ ràng. Xe rin một chủ, odo chuẩn, vỏ lốp theo xe, máy rin chưa đụng. 100% là rin hết. Thì bên Tâm sẽ hỗ trợ cho nhà mình về mặt giấy tờ pháp lý là bao rút hồ sơ gốc hoặc là ký ủy quyền, bên Tâm mới đứng ủy quyền lần thứ nhất, hoặc là rút hồ sơ gốc cho cô chú chị luôn đó. Còn hỗ trợ là bảo hành cho nhà mình là 6 tháng sử dụng và hoặc là 5.000 km. Xe này vẫn còn bảo hành hãng tới năm 2023. Nếu cô chú chị có nhu cầu mua thì hãy gọi điện bên Tâm nha. Tâm xin chào cô chú chị, xin hẹn gặp lại một ngày gần nhất ạ.